Chào mừng các em đến với bài giảng của cô. Trong giờ luyện từ và câu này, các em sẽ được học mở rộng vốn từ về thiếu nhi. Sau đó sẽ ôn kiểu câu ai là gì đã được học từ năm lớp 2. Bây giờ, cô mời các em mở sách giáo khoa Tiếng Việt 3 tập 1 trang số 16. Các em hãy chuẩn bị vở, bút để cùng bắt đầu bài học nào. Các em hãy đọc yêu cầu bài tập 1 nhé. Bài 1. Tìm các từ. A. Chị trẻ em. Sách giáo khoa đã làm mẫu cho chúng ta từ thiếu niên. B. Chị tính nết của trẻ em. Mẫu. Ngoan ngoãn. C. Chị tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em. Chúng ta có từ mẫu thương yêu. Vậy, nhiệm vụ của các em là tìm thêm các từ chị trẻ em, chị tính nết, chị tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em mà các em biết nhé. Các em đã tìm thêm được các từ chưa nào? Vậy bây giờ cô mời các em cùng quan sát lên màn hình. Các từ chị trẻ em. Ngoài thiếu niên, cô tìm thêm được các từ như thiếu nhi, nhi đồng, trẻ con, trẻ nhỏ. Các từ chỉ tính nết của trẻ em ngoài có tính ngoan ngoãn thì trẻ em còn hiền lành, tinh nghịch, chăm chỉ, lười biếng, vui vẻ, vân vân. Chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em, người lớn ngoài thương yêu thì còn dành sự chăm sóc, nâng niu, cưng chiều, bảo vệ trẻ em. Các em cũng có thể tìm thêm một số từ nữa nhé. Chúng ta đã làm xong bài tập 1. Cô cùng các em sang bài tập 2. Mời các em đọc yêu cầu bài tập 2. Bài 2. Tìm các bộ phận của câu. Trả lời câu hỏi ai, cái gì, còn gì. Trả lời câu hỏi là gì. Các em có cần nhớ kiểu câu ai là gì gồm có mấy bộ phận không? Câu kiểu ai là gì gồm có 2 bộ phận đấy các em. Bộ phận thứ nhất trả lời cho câu hỏi ai hoặc cái gì còn gì cô sẽ đưa vào cột đầu tiên, cột màu hồng. Bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì cô sẽ đưa vào cột 2, cột màu xanh lá. Bây giờ cô có câu A. Thiếu nhi là măng non của đất nước. Trong câu này, để tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi ai, chúng ta sẽ đặt câu hỏi ai là măng non của đất nước? Đó chính là thiếu nhi. Vậy thiếu nhi là bộ phận thứ nhất trả lời cho câu hỏi ai, cô sẽ đưa vào cột đầu tiên. Để tìm được bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì, các em cũng sẽ đặt câu hỏi thiếu nhi là gì? Khi đó chính là măng non của đất nước. Vậy là măng non của đất nước là bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì? Cô đưa vào cột màu xanh. Ở đây các em lưu ý cho cô, thiếu nhi trả lời cho câu hỏi ai vì thiếu nhi là từ chỉ người nhé. Tương tự, cô có câu tiếp theo. Chúng em là học sinh tiểu học. Câu này cũng tương tự như câu A. Các em sẽ đặt câu hỏi để tìm được bộ phận trả lời cho câu hỏi ai. Vậy thì các em sẽ đặt câu hỏi như thế nào? Chúng ta sẽ đặt câu hỏi đó là ai là học sinh tiểu học? Các em sẽ trả lời được chính là chúng em. Vậy chúng em là bộ phận thứ nhất trả lời cho câu hỏi ai? Để tìm được bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì, các em sẽ đặt câu hỏi ngược lại. Chúng em là gì? Là học sinh tiểu học. Vậy là học sinh tiểu học là bộ phận thứ hai trả lời cho câu hỏi là gì? Cô đưa vào cột màu xanh. Ở đây các em cũng lưu ý, chúng em là từ chỉ người sẽ trả lời cho câu hỏi ai nhé. Các em đã rõ được câu A và câu B chưa nào? Tương tự, cô có câu C.
Chích tông là bạn của trẻ em. Trong câu này, để tìm được bộ phận trả lời cho câu hỏi ai hoặc cái gì con gì thì các em sẽ đặt câu hỏi con gì là bạn của trẻ em. Khi đó chúng ta trả lời là chích bông. Các em lưu ý, chích bông trả lời cho câu hỏi con gì vì từ chích bông là từ chỉ công vật đấy. Tương tự, để tìm được bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì thì các em sẽ đặt câu hỏi chích bông là gì? Có phải các em trả lời được là bạn của trẻ em không? Thì cô sẽ đưa vào cột thứ hai là bạn của trẻ em là bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì đấy. Vậy bài tập 2 vừa đưa ra 3 câu thuộc kiểu câu ai là gì? Các em cùng quan sát lại giúp cô nhé. Sang bài tập 3, đặt câu cho các bộ phận câu in đậm. Câu A, cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam. Để làm được bài tập này, các em phải xác định từ in đậm là từ nào. Câu A này, từ in đậm là từ cây tre. Cây tre là từ chỉ cây cối. Mình sẽ đặt câu hỏi là cái gì hoặc cây gì. Vậy thì các em sẽ đặt câu cho câu này như thế nào đây? À, chúng ta sẽ đặt câu đó là chúng ta bỏ đi từ cây tre thay bằng từ cái gì hoặc cây gì. Khi đó chúng ta có câu cái gì là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam hoặc cây gì là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam. Có phải các em sẽ trả lời được đó là cây tre không nào? À, do yêu cầu là đặt câu hỏi nên cuối câu các em phải ghi dấu chấm hỏi nhé. Sang câu B, thiếu nhi là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc. Câu này, để đặt câu thì các em phải xác định từ in đậm là từ nào. Từ in đậm là từ thiếu nhi. Vậy thiếu nhi là từ chỉ gì các em nhỉ? Thiếu nhi là từ chỉ người nên chúng ta sẽ thay bằng từ ai. Ai là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc. Cuối câu các em cũng sẽ dùng dấu chấm hỏi. Bạn nào có thể đặt câu hỏi ngược lại? À, thiếu nhi là gì? Khi đó chúng ta sẽ trả lời được là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc. Các em đã rõ được phần này chưa nào? Và cuối cùng câu C, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam. Trong câu C này, bộ phận in đậm là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam. Vậy thì các bạn cho cô biết bộ phận in đậm trả lời cho câu hỏi gì? À, bộ phận in đậm trả lời cho câu hỏi là tổ chức trả lời cho câu hỏi là gì? Vậy thì chúng ta sẽ thay thế bằng từ là gì khi đặt câu nhé. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là gì? Cuối câu các em cũng sẽ dùng dấu chấm hỏi. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn cho các em làm bài tập 1, 2 và 3 của sách giáo khoa. Tiết học đến đây là kết thúc. Chúc các em luôn chăm ngoan, học tốt.